Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Là một trong những game show nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả, chương trình Thách thức danh hài vừa trở lại mùa 6 thì đã dậy sóng với một loạt ồn ào và gần đây nhất là việc thí sinh tát giám khảo. Và ngay sau đó thì nhiều khán giả nhận định rằng chương trình cố tình bắt tay với thí sinh để tạo scandal tát Trấn Thành. Và trước thông tin này thì mới đây, đại diện của Thách thức danh hài đã lên tiếng thông tin về sự việc. Là một trong những game show được khán giả quan tâm, Thách thức danh hài vừa trở lại mùa 6 đã dậy sóng với vụ ồn ào thí sinh tát giám khảo. Cụ thể là trong đoạn clip giới thiệu chương trình, thí sinh Anh Đức đã nhờ giám khảo Trấn Thành cùng phối hợp diễn với mong muốn là tăng hiệu ứng cho phần thi. Nằm trong kịch bản dự tính, ngay sau khi vào phân đoạn đầu, thí sinh Anh Đức đã vung tay tát thẳng vào mặt Trấn Thành, ngay lập tức khiến giám khảo này khó chịu và bỏ về chỗ ngồi. Phần thi của thí sinh Anh Đức ngay sau đó đã trở thành tâm điểm chỉ trích của người xem. Nhiều ý kiến gay gắt hướng về chàng trai này vì cho rằng Anh Đức vô duyên và hành động của anh là khó chấp nhận nếu nhìn được góc độ của Trấn Thành. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng anh cố tạo scandal trên sóng truyền hình để nổi tiếng. Ngay sau khi bị dư luận chỉ trích, Anh Đức đã lên tiếng cho biết: "Thật sự mình không hề cố ý, lúc đó mình háo hức quá nên mất kiểm soát. Thực ra là mình tính diễn tiểu phẩm khác, nhưng bị lôi cuốn vào gợi ý diễn viên hài Anh Đức mà Trấn Thành nói ra trước đó nên mạnh dạn mời anh lên sân khấu diễn cùng. Ngoài ra thí sinh này cũng tố nhà sản xuất thất hứa, ví dụ như nếu muốn đăng thì cứ nói với tôi một tiếng, kiểu bên chương trình đăng thì có khó chịu hay muốn đính chính gì không, thà nói như vậy thì tôi cũng đỡ buồn và tôi cũng sẽ có một bài đính chính cho mình. Tự nhiên giờ đăng lên thế này thật sự thì cũng có nhiều người chỉ trích tôi, nhưng họ làm như vậy là đúng vì rõ ràng là tôi sai mà, không có gì để phàn nàn hết." Liên lạc với nhà sản xuất Thách thức danh hài, đại diện đơn vị này cho biết hầu hết các thí sinh bị đánh rớt đều xin ban tổ chức cắt bỏ phần thi của mình khi lên sóng. Tuy nhiên bên phía sản xuất cũng chỉ phản hồi là sẽ xem xét lại, không có chuyện chúng tôi hứa hẹn với thí sinh sẽ bỏ phần thi của họ trong phần lên sóng vì các lý do cá nhân. Về ồn ào trên mạng xã hội, có ý kiến cho rằng nhà sản xuất bắt tay cùng thí sinh Anh Đức để tạo scandal. Phía phụ trách truyền thông từ chối trả lời nghi vấn và khẳng định tất cả chỉ dừng lại ở mức độ thông tin một chiều của thí sinh và dư luận. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.